yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bến nước lời ru của bầm. Đây nha, nay mùng 9 tháng 5. Mặc dù Covid nhưng em cũng vẫn đóng được và gửi xe cho các bác. Một số các khu vực tỉnh cách ly thì không gửi được nhé. Tỉnh nào các bạn cách ly thì mình sẽ trả hàng vào sau dịch. Có những bạn chuyển tiền rồi, nhưng mà ví dụ như Vĩnh Phúc hôm nay có một bạn thì mình sẽ báo hoãn rồi. Con này con đực này. Chim chân. Đấy. Ngực hồng, chim da vàng mà. Đây một đôi. Đôi. Một cái. Chim rất đẹp luôn. Mình dán cái tem vào để niêm phong cho các bác. Sau khi dán lên niêm phong cho các bác. Ok, các bác có thể liên hệ theo cái số này để nhận những chú chim giống rất là chuẩn chỉ luôn ở trang trại nhé. Các bác thấy là em thì rất là nhiều chim giống để phục vụ các bác. Đấy. Rất nhiều những cái đôi ràng ràng. Chim rất đẹp. Kỳ đẹp luôn. Đôi nào vào đôi đấy. Em sẽ gửi cho các bác. Đây. Chim thì rất nhiều giai đoạn. Có những đôi còn phải bón này. Đấy, bón. Chim rất đẹp luôn. Cam kết với các bác là giống chim này là em đã nghiên cứu rất là nhiều năm rồi. Mã ngẫu phấn hồng âm phổ hết. Đấy. Đôi thì đeo vòng ở chân, đôi thì đeo đánh dấu mực, đôi thì cắt đuôi, đôi thì cắt cánh bên trái bên phải. Tất cả đều được quy góp hết nha các bác nhé. Ok, xin chào các bác. Mình Hương Yên. Em gửi đôi chim này về Hương Yên. Ngoài đấy có người nào dính chưa? Em gửi 74 tiền này. Đấy. Không tiếp xúc, không bắt tay, không nói chuyện, không gần gũi. Ngao thông báo Khương cho cháu nhá. Dịch dã này gửi Hương Yên thì vẫn chưa cách ly nên vẫn gửi được. Hương Yên vẫn chưa cách ly, Vĩnh Phúc ta cách ly rồi. Đây. Đây là bác này là bác Zalo là Hà Văn Tính. Bác ấy đã ra sản phẩm chú Thao ơi. À, khách hàng mua chim giống của mình bây giờ nó đã sinh sản rồi. Ok, chúc mừng bác. Mùng 9 tháng 5 năm 2021.
kênh Chim Cú Gáy Hay nên một con giọng thổ rất là ấm nhá. Mới nổi, giọng rất ấm, rất ngân. Ôi, vừa rồi mình nghe cũng cuộc điện thoại của một ông ấy bảo là anh có bán cái chim để em nấu thuốc bắc không, bức xúc quá. Mình chuyên chim cảnh rồi này, dùng chim để nấu thuốc bắc, giết mổ thịt sạn không thích. Nay là bắt đầu Vĩnh Phúc là cách ly rồi, mùng 9 tháng 5 năm 2021 các bác nhé. Thì thôi, Covid thì mình cũng hòa chung, ở nhà chăm chim. Đấy, chỗ nào mà không cách ly mà có thể gửi được thì em vẫn gửi. Đấy, vẫn chăm chim. Mấy con ràng ràng này của em là bắt đầu nó ăn lúa mạnh rồi. Buổi sáng thì em cho ăn lúa, buổi chiều thì em cho thêm ăn thêm cám. Từ tối thì ăn thêm cám. Làm cái lưới này thì không bị ấy đâu. Rắn rồi chuột mèo thì nó không bắt chim rồi. Đấy. Thì trang trại của em thì nó cũng dân dã thôi. Đấy. Giờ này là em đang gọi là tăng gia thêm cái thành phần rơi vãi á, thì là gà nó ăn ở dưới. Còn chim thì em nuôi ở trên. Đấy. Đây là những cái tông mà cũng khá là to, phấn hồng, âm thổ. Đấy. Trong này thôi mình đánh dấu đôi nào vào đôi đấy hết nha các bác nhé. Em chia sẻ cho các bác một chút cái này. Mấy anh chị này thì cũng biết mổ thạo rồi, biết mổ rồi. Tông rất đẹp. Nên bên này thì do vú nuôi nó nhổ bớt một ít cây lông này, em cầm em bón này, nó hơi xù lông một chút. Nhưng chính dòng này thì nó rất là thuần. Cái chim mà nó cứ xù xù lông này là chẳng qua là mình mân mê sờ mó bắt đi bắt lại nhiều thì nó xù lông. Đây là chim sinh sản này. Đấy, lúa này. Đấy. Dãy bên những cái chỗ ô tròn này là toàn chim sinh sản hết. Mấy con này thì đang tách ra để ghép, nhìn chung là đang muốn ghép. Đôi này thì ok rồi, đôi này thì 500 một đôi là ấp đẻ tốt nhé. Em tách ra đây thì bị chuyển cho một bác nhưng mà nó dịch thì hoãn lại mấy hôm cho nó ăn bồi dưỡng thêm chút tẩy run cho nó. Rồi các bác. Cái dòng này thì nó cũng ràng ràng, đẹp. Nói chung là chim sáng. Đấy, em đánh dấu một con chân màu đen này. Đấy. Thì một con đánh dấu đúng như thế là một đôi. Nói chung là em có dấu hết. Có dấu hết các bác nhé. Cái phần rơi vãi gà dưới nó đả này là mình lấy trứng gà mình ăn. Rất là ngon, sạch. Ở phần trên này thì em dùng ba cái hàng bờ lô làm mái che, bên này là nắng. Làm như này thì ra chim rất là thoáng, không phải dọn phân. Đấy, tận dụng tối đa những cái nguồn thức ăn thừa cho gà ăn. Hai nữa là một cái lối đi đây thì em xếp gạch nhé. Thì trong khuôn viên mà này mà quên cửa lồng, thì nó bay nó ở trong khuôn viên này. Khuôn viên này vừa là không cho chim bay mất ra khỏi bầu trời mà cũng là vừa để tránh cho mèo hoang, cáo trồn nó vào nó tấn công các bạn. Đấy.
Nhìn chung là cái dòng chim thì chim rất là to đẹp. Đây. Đây là những cái con chim mà mình đây. Chim rất to đẹp. Lần này thì nó cũng lông nó cũng không được đẹp, bởi vì mình hay thỉnh thoảng mình hay ghép vào nhau, nó đánh nhau không hợp nhau. Thì mình có nhiều thì mình ghép đi ghép lại, thì kiểu gì cũng có đôi nó thuần, nó vào đôi với nhau. Đấy. Dòng này chim rất to, chim rất đẹp luôn. Đấy. Thì bên trên này thì nó là một cái khu nuôi sinh sản, đây là cái chòi để mình gác chim. Thì cái lưới này là mình thiết kế là để mình quên khắc phục cái trường hợp là quên đóng cửa lồng. Đấy. Đấy, ngoài cái lưới này thì mình vén này là mình ra luôn. Đấy. Người mình nhảy ra. Đấy. Sau đó là mình đóng cái cửa này. Nếu mà mình quên không đóng cửa này thì con chim nó có bay lượn ở trong nó không ra được. Mà nhiều khi có những con gì đó nó nhìn được kín nó không chui được. Đó, thì vừa rồi mình đóng xong rồi. Đó. Đây, bên này là cái chòi thì mình nuôi trông nom. Trên này thì mình nuôi một cái cây xanh, cây si, để lấy cái rễ nó làm ổ chim. Đấy. Cái rễ chim này rất là phù hợp để mà chúng ta quấn làm ổ chim cu gáy nha các bạn nhé. Rễ cây xanh này này. Đó. Thì bên trên này thì mình xây những cái ô. Đấy, những cái ô này để tạo dưới bóng cây này, nó bán hoang dã rất là mát, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn lại các bạn ở clip sau. Còn đây là những cái khu mà những con chim mình tách ra để mình bán với chim thuần, chim khách. Đấy. Chim rất thuần. Đây là khu hiên ở phần trên. Đây là những con này là gãy rồi, mình treo đây để cho nó gù nhau, rồi các bác mua thì mình bán cho các bác. Đấy. Đây nè, một chút cái thông tin cá nhân. Đây là một đôi sinh sản. Đôi này thì quá đẳng cấp luôn nhá. Đôi này là quá đẳng cấp luôn. Đeo vòng hai chân, con cắt đuôi là con cái, con để đuôi là con đực. Chim rất thuần luôn. Chim này chim thổ có âm luôn các bạn nhé. Con vừa mù này là con thổ pha thôi. Tất cả những cái thông tin thông điệp đây là thể hiện trên cái bảng bạt in này. Còn cái quy trình của em thì em làm kênh trang trại cũng được vài năm rồi. Đó. Thì đây là những cái sấp mà bằng cái hộp sữa chua. Em nhập về hàng nghìn, 2000 cái một để chuyển chim. Và mỗi một cái hộp này thì bé nhà em nó sẽ giá 4 lỗ.
cửa có thể đựng được một đôi chim non. Cứ khoảng tầm 20 cái thì lại hết. Trong quá trình em bán thì em phải làm phiếu. Đấy, làm phiếu, làm con dấu. Ví dụ như bạn này có con dấu là thể hiện như nhà xe họ đã biết là đây là một đơn vị gửi chim thường xuyên. Đây là thông tin khách hàng. Đấy. Đây khu vực Lập Thành Vĩnh Phúc này là đang cách ly, em sẽ lùi lại. Dự kiến hôm nay mùng 9 là gửi nhưng mà lại hoãn lại này. Bởi vì không có xe về. Từ văn phòng của mình Hà Nội về Vĩnh Phúc là không có xe. Ngoài ra thì tất cả những cái ngày này mình đều ghi vào sổ hết. Đó. Đây này, có sổ xác hết. Mình in ra tháng 5. Phiếu, ngày, địa chỉ, điện thoại, tiền, cước, loại chim, ghi chú. Thì một ghi thế để mình theo dõi khách hàng quen mà mình bảo hành có thông tin chính xác. Thì mỗi một phiếu thì mình đều có những cái khẳng đó, mình đều có những cái ba em như thế này. Đấy. Mỗi một đơn hàng chim đi thì mình gửi tặng các bác một cái tài liệu gồm 4 trang A4 về kỹ thuật và một số những cái vấn đề chúng ta nuôi chim. Đấy, kỹ thuật. Đấy. Chọn giống, kỹ thuật nuôi chim cô gái và gì lồng nuôi chim cô gái, một số bệnh và phòng chữa bệnh chim gái rất là nhiều. Nên là mình sẽ chắc là cũng phát triển cái kênh này khá là lâu và cũng là cái đam mê của mình. Mong rằng các bác có thể đã đăng ký và tiếp tục theo dõi những bài chia sẻ của mình nhé.